À, các bạn thân mến, hôm nay nông cơ Phong Tâm mới về một chiếc xe máy cày là Kubota KH31 các bạn nha. À, xe này, ủa sao cái cần nó màu cam ta? Dạ đúng luôn, nó màu màu cam luôn anh. À, Cái màu xe cam, nó à phủ bên trong trong đó phủ. nhật. À, nó phủ bên này. Đừng có nghĩ là cái xe nó cũ rồi nó phủ đi. Tại vì là mình sau khi mình nghiên cứu thì ở bên các cái công ty như kể cả Mỹ, Nhật và nhiều công ty khác là nó mỗi công ty nó dùng một cái màu sắc, công ty xây dựng dùng một cái màu sắc khác nhau để nó phân biệt cho cái thương hiệu của công Đúng ty. rồi. Thì có công ty nó sơn màu tím, có công ty sơn màu vàng, có công ty sơn màu xanh. Đó, thành thử ra là khi mà một cái máy mua về nó phải phủ thêm một cái nước sơn khác lên. Đó, thí dụ nào có tiền nhiều thì thuê thợ nó sơn. Còn nào không có tiền nhiều thì thuê thì để cho mấy công nhân nó lấy nó quét luôn đó, là nó ra lung màu Lung như tung vậy. màu. Nó ra không phải nó ra không đẹp thôi chứ màu là chính xác như vậy đó. Rồi như con này thì báo giá luôn Nó 57 triệu anh. 57 triệu. Dạ. À, 57 triệu, 57 triệu. Rồi nó có cái mui lên không hay nó Dạ trần không, cái trụi này vậy? nó không có mui anh. À, đúng rồi, đâu có chỗ nào để gắn mui đâu. Cái con này hồi nãy anh có nhìn sơ qua rồi, nhìn cái vỏ của nó thì thấy nó hơi xét, nó không đẹp, nhưng mà cái động cơ thì đẹp tuyệt Đúng vời. rồi. Vỏ động cơ lên xem đây, động cơ thì tuyệt vời các bạn nha, động cơ Kubota hai máy rồi, hai hai máy rồi. Cái bơm nè, bơm còn mới tinh luôn ha. Rồi Phong, nổ máy lên thử Dạ. coi. Động cơ thì khỏi chỗ che rồi, máy hạ nổ xuống. lắm. Máy nổ quá em, máy đào cần nhất cái động cơ Động cơ với lại bơm, với cái bơm, mà bơm mạnh mà động cơ yếu cũng thua, nó cũng lệ máy. nó lệ máy mà động cơ mạnh mà bơm yếu thì cũng thua luôn. Rồi chiếc này chạy Dạ. được 1.929 giờ các bạn nha. Vâng. Rồi. Dạ. Dạ đúng rồi anh. Đúng rồi, cần đó anh. Rồi, nhưng coi cổ có rơ không? Rồi, cúp gầu co gầu. Cúp gầu co gầu. Này về xài gia đình thì hết ý ha. Dạ đúng rồi, xe này xài gia đình rồi hết ý anh. À. Xuất gia xài được không? Xuất gia xài được không? Vẫn được. À. Thấy không, động là ok, không có lỗi chi tiết nào hết á. Có lỗi chỗ nào không? Không. À, rồi chạy thử coi chân. Rồi chống gầu coi, chống cần coi, à chống kia coi. Ừ, hết rồi hả? À, à móc bọc được không? Móc bọc hả? Móc bọc. Móc bọc hả? Móc bọc thì cầm cây xong thôi. À. Rồi chạy thử coi. Con anh gạch đào thôi, cô lệch gạch đào trưa rồi buồn ngủ quá. Rồi ok, rồi tiếp tục làm con máy cày luôn, báo giá luôn. Rồi các bạn thân mến, cộng thêm ở đây là có một con máy cày Shibaura các bạn nha.
Con Sibaura này là con 2SD2200. 2 cầu đùi thẳng các bạn nha. Ủa? Cái này sao nó lại 2200 ta? Là nó SD là nó 22 anh. Nhưng mà hai số cuối này chạy được ngàn 1250 km. Đó quên giờ. Rồi. 1250 giờ. Rồi, hai cầu. Đây nữa nè, bốn cái cầu nè. Có cầu chì anh. Cầu chì. Dạ. À. Đèn đuốc kèn đồ đầy đủ hết á. Rồi. Đèn chứ không có đuốc nha. Đèn đèn đèn. Đây đèn em bật đèn cho coi. À rồi. Đó. Ừ. Xi nhan cũng có luôn ta. Xi nhan đầy đủ hết á. Rồi. Đó. Rồi, hai cầu. Tay lái có trợ lực không? Không, đời này nó không trợ lực tay lái anh. À. Nhưng mà nó nhẹ siêu à. À, nhẹ hả? Dạ. Mấy củ tỏi này nó to nè. Đúng rồi, mấy củ tỏi, mấy đồ của con này là nồi đồng gối đá nó xài bền lắm. Củ tỏi nó to thành ra nó chạy nó nhẹ. Nó xài giống như cái cục viên bi vậy. Cái này nó toàn chữ Nhật không ha? Không có tiếng Anh ha? Chữ Nhật không anh. Ừ. Thì xe Nhật chữ Nhật, mà xe Nhật mà chữ China vô là chết luôn á. À, rồi, nổ máy thử coi. Dạ. Cái dòng này rất được ưa chuộng nha bà con nha. Đây là động cơ hai máy nè. Máy này là không có đổ một miếng hơi nào hết á. Bánh bỏ cũng còn đẹp luôn. Nội địa Nhật á nha các bạn nha, chứ không phải là hàng qua sử dụng mà ở Việt Nam đâu nha. Đây đường ống hơi nè, không có tí hơi nha. Rồi, ok, con này bao nhiêu tiền? Con này 42 triệu anh. À, số má êm không? Con lành. Con này 42 triệu nha bà con nha. Đây, số má vô này lắm. À, này rất sướng nha. Tắt đèn. Ừ. Rồi, tiếp theo là có một con xe 4 bánh nữa. Con xe rùa 4 bánh, cái này có ben không em? Dạ không, không có ben. Không có ben hả? Đây, cái này cái bốn bánh của nó hai bánh sau là hai bánh mập luôn nha. Đó, hai bánh quả bí ngô thiệt là to luôn đó. Rồi cái thằng này lại không có ben ha. Dạ. Rồi hai bánh trước là hai bánh nhỏ, chủ yếu là cái tải của nó về phía sau ha. Dạ, nhưng mà... nó đặt ở cái cân thùng. Còn luôn anh. Cái tay lái này gật cù hả? Dạ, tay lái gật cù luôn nè anh. À đó. Rồi đây, bỏ xuống tới đây. Rồi mình đứng đây mình lái luôn nè. Mình đứng mình lái cũng được mà mình ngồi mình đó. Lái cũng được. Ừ. Đó, mình đứng đó, đó mình lái luôn. Mình đứng vậy mình lái. Ừ. Còn không thôi thì mình thích mình đưa lên đây thì mình ngồi đây mình lái. À, ngồi đó mình lái. Dạ. Đủ kiểu con đại điểu. Rồi. Đây, máy ở đây, máy xăng Kawasaki. À. À, xe này của hãng Kawasaki. Kawisaka. À. Kawisaka Electric, cái này là dùng điện tử nè. Nó 5 ngựa. Dùng bằng IC nè, bằng điện tử nè. IC. Output 5 BS là 5 ngựa. BG 200. Rồi. Giật chục cái nổ không? Phát là nổ thôi chứ chi chục phát anh. Hả? Ồ, nhẹ nổ lắm. Máy nhẹ nổ lắm anh. Động cơ này quá ngon. Dạ. Nghe tiếng máy nó đều như vậy là quá ngon luôn rồi đó. Mấy cái mà nó nổ cà lắp cà bắp á. Mấy cái cà lắp bắp mình mới sợ chứ còn dòng này quá ngon rồi.
lại không ben ha. Không ben. Rồi. Của nó là bề ngang là 1m. Bề ngang là 1m, bề dài. Chiều dài phủ bì là 1m7. À, chung bề ngang là 1m. À, 1m, 1m7. Dạ. Nó có cái lỗ để truyền cái gì lên đây này nha. Không biết truyền gì. Tháo rời ra được luôn. Hả? Tháo rời ra được. Thì tháo ra. Nhưng mà những tất cả những dòng thằng này là thùng rời hết anh. À, anh thùng. Có muốn chế ben thì về anh mua cái cục ben anh bỏ vô thôi. À. Nó làm thùng rời hết. À, thùng nó có sẵn bát rồi hả? À, đây đúng rồi nè. Nó có sẵn bát hết á. Nó có bát sẵn rồi nè. Này mình giật cái thùng ra ngoài mình để được luôn á chứ. Nè, còn cái sườn không được á chứ. Tháo hai ốc nè anh. À, tháo hai ốc mỗi bên hai con. Bên đây hai con, bên kia hai con là nhấc cái thùng lên luôn. À. Là mình làm thùng rời cũng được, mình thích ben tay thì mình ben. À. Còn mình không thích thì mình mua cái ben thể lực về mình gắn vô. À. Dạ. Có chỗ để bắt ben không? Có cái bát không? Có sẵn cái máy này có sẵn luôn anh. À bên kia, góc bên kia. Đây nè. À. Có cái chân bu ly sẵn để mình bắt cái đường bơm vô luôn. À vậy hả? À. À cái này cái bánh này nó cho lên trên này luôn nè, để xoay cái thùng nè. Chạy cái bu ly đó đó. Dạ. Ừ. Xoay trên này. Ro là vậy á. Ro là vậy á. Ừ. Ro là vậy á. Thì ro là vậy nhưng mà em nó thiệt chứ. Thằng này nó có cái thùng đựng đồ nghề nữa. À. Nó có rim theo của nó có thêm một cái thùng đựng đồ nghề nữa anh. Ờ, nó trông là ngon quá. Nó trông là cái xe này ăn chế cái bánh không là mình thấy là khuấy rồi. Nó dày lắm, cái bánh này nó bao dày luôn. Ừ. Bánh này nó dày cui, bánh này xài biết chừng nào mới hư. Bạch ní thôi xài biết chừng mổ mày thử được. Bánh to như bánh bò vậy. Nói chung là tỏ như bạch tỏ như tổ như bánh xe trấu á. Gai uống được. Bánh cũ ok lắm. À. Cái dàn xương này nó cứng nữa. Chú cha cái dàn xương ní thôi xài biết chừng mổ mày thử. Ê. Dàn xương này khó xài khó luôn. Nó dày lắm, sắc dày không? Ừ. Cái này mà mang ra ngoài bắt ấy thì coi như là hết ý đấy. Cái này mang ra ngoài đấy mình chạy trên các cái bờ đê đấy. Nông thôn bờ đê. Đất bờ đê là hết ý luôn. Rồi con này bao nhiêu tiền mình quên nói rồi. À con này nó đẹp về thì nó 17 triệu anh. 17 triệu à? Dạ. À rồi cảm ơn nha. Rồi giá 17 triệu bà con nha. Rồi, rồi cảm ơn bà con. Rồi. Để mình đi ăn cơm đã. Ông chú mới mua cơm về rồi. Giờ ăn cơm cái đã. Rồi.